Câu số 4. Cho cốc thủy tinh chịu nhiệt nhiệt 5 gam mỡ lợn này, sau 3 lớp chất rắn màu trắng chứa muối natri của axit béo nổi lên. Cái này sai nhá, muối sodium. Vai trò của dịch NaCl bão hòa, bước 3 tách muối natri của axit béo, sai tiếp, nó phải là sodium. Ở bước 2, nếu không thêm nước cất, hỗn hợp bị cạn khô thì phản ứng thủy phân không xảy ra. Không thêm nước cất này, hỗn hợp bị cạn khô, phản ứng thủy phân không xảy ra, đúng. Nếu thay vào mỡ lợn bằng dầu nhớt thì hiện tượng thí nghiệm ở bước 3 vẫn xảy ra tương tự là sai. Dầu nhớt và mỡ lợn nó khác nhau về mặt thành phần, nên là mỡ lợn thì vẫn thủy phân chứ còn dầu nhớt thì không thủy phân, nên là sai. Trong công nghiệp phản ứng ở thí nghiệm trên được ứng dụng để sản xuất xà phòng và glycerol, cái này đúng. Để chọn về mình sẽ có hai đáp án đúng, đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D. Các em nhé, câu 4 đáp án D rất dễ.